Kính thưa quý vị đồng nghiệp, thì chúng ta đã được nghe tiến sĩ Phạm Trần Linh nói về vấn đề là chúng sẽ chuyển nhịp dung nhĩ như ra sao. Thì cá nhân tôi thấy rằng là nếu trong trường hợp chúng ta cần chuyển nhịp dung nhĩ thì can thiệp nó chính là xu hướng của thời đại. Đầu tiên chúng ta trao đổi về vấn đề gánh nặng của dung nhĩ hiện nay. Thì đây là thống kê năm 2016 về tình hình dung nhĩ trên thế giới. Các bạn có thể thấy cái vùng màu đỏ là cái vùng cái tỷ lệ dung nhĩ cao nhất, nằm vào các cái vùng của các quốc gia có hệ thống y tế phát triển, cũng như là những cái nước có sự phát triển về mặt kinh tế khiến cho bệnh nhân được cứu chữa tốt hơn, cũng như là có cái tuổi thọ trung bình cao hơn. Thống kê cho thấy rằng là dung nhĩ sẽ tăng dần theo tuổi thọ, có xu hướng cao hơn ở nam giới, và đặc biệt là cái tỷ lệ dung nhĩ sẽ tăng lên khi chúng ta có kèm mắc thèm theo những cái yếu tố nguy cơ khác như tăng huyết áp, đái đường hoặc bệnh lý mạch vành, rối loạn lipid máu khác. Thống kê từ năm 2010 đến năm 2020 tại Hoa Kỳ có 2,7 triệu bệnh nhân dung nhĩ, tại châu Âu thì là 4,5 triệu bệnh nhân dung nhĩ, và riêng tại Hoa Kỳ thì mỗi năm có 750.000 trường hợp phải nhập viện do dung nhĩ, có 130.000 trường hợp tử vong, và cái trường hợp dung nhĩ này chiếm 15% những trường hợp đột quỵ phải nhập viện. Và mỗi năm thì ngành y tế Hoa Kỳ phải chi trả khoảng 28 tỷ đô cho việc điều trị cho nhóm bệnh nhân dung nhĩ này. Và dự kiến theo cái xu hướng như vậy thì đến năm 2050 thì riêng tại Hoa Kỳ cũng như tại châu Âu, mỗi nơi sẽ chiếm đến có 16 triệu bệnh nhân dung nhĩ. Và chúng ta thấy rằng tại sao chúng ta lại phải quan tâm đến dung nhĩ như vậy? Vì dung nhĩ hoàn toàn khác với những rối loạn nhịp khác. Dung nhĩ gây ra những không chỉ triệu chứng khó chịu cho bệnh nhân, dung nhĩ khiến cho bệnh nhân phải tái nhập viện, dung nhĩ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống bệnh nhân, ảnh hưởng đến chất lượng tinh thần khiến cho bệnh nhân trầm cảm, gây ra ảnh hưởng đến giảm chức năng thất trái, khiến cho bệnh nhân suy tim, đột quỵ và thậm chí là khiến cho bệnh nhân tử vong. Và từ năm 2016 thì cái khuyến cáo về điều trị dung nhĩ của chúng ta đã đưa ra những cái sách để điều trị, bao gồm là chúng ta ổn định huyết động, giảm nguy cơ tim mạch, dự phòng tai biến mạch não, cải thiện triệu chứng, tăng chức năng của thất trái, và cuối cùng là chúng ta sẽ chuyển nhịp cho bệnh nhân, có thể bằng thuốc, bằng sốc điện, bằng triệt đốt hoặc là bằng phẫu thuật. Thì cái riêng cái việc là chúng ta chuyển nhịp cho bệnh nhân sẽ cải thiện triệu chứng cho bệnh nhân và tăng cái chất lượng cuộc sống và giúp bệnh nhân hòa nhập tốt hơn với cộng đồng. Và đối với việc chuyển nhịp này thì chúng ta có 3 phương pháp, là chuyển nhịp bằng thuốc, bằng sốc điện hoặc bằng can thiệp hoặc phẫu thuật. Vậy thì đối với việc chuyển nhịp, chúng ta sẽ lựa chọn can thiệp hay điều trị thuốc, điều này phụ thuộc vào 3 cái vấn đề. Thứ nhất là chúng ta cái mức độ thành công trong việc kiểm soát và duy trì nhịp xoang của các phương pháp này ra sao. Thứ hai đó là chúng ta cải thiện được chất lượng cuộc sống của bệnh nhân như thế nào. Và cái cuối cùng vô cùng quan trọng đó là độ an toàn của các phương pháp điều trị mà chúng ta lựa chọn cho bệnh nhân. Chúng ta đi vào cái vấn đề đầu tiên, đó là khả năng kiểm soát và duy trì nhịp xoang của việc điều trị thuốc và sốc điện và truyền và can thiệp. Thì chúng ta thấy rằng là trong lịch sử của chúng ta trong điều trị thuốc, các thuốc rối loạn nhịp chúng ta có rất nhiều, nhưng trong đó amiodarone thực tế là cái thuốc hiệu quả nhất, có tác dụng kiểm soát nhịp mạnh mẽ nhất khi so sánh với các cái thuốc nhóm thuốc khác như propafenol hoặc sotalol khi theo dõi dài hơi từ 1.000 thậm chí là đến 3 năm. Tất cả các trường hợp phân nhóm nhỏ hơn trên 65 tuổi, nhỏ hơn 65 tuổi, hoặc là những trường hợp có dung nhĩ bền bỉ, dung nhĩ cơn, hoặc những trường hợp là bệnh nhân có suy giảm chức năng thất trái hay không, thì amiodarone đều thể hiện vượt trội so với cả propafenol hoặc là giả dược. Tuy nhiên, thực tế thì thấy rằng trên lâm sàng chúng ta, khi chúng ta sử dụng amiodarone thì có thể dùng liều rất cao, có khống chế được cái nhịp của bệnh nhân, nhưng amiodarone lại có những cái tác dụng phụ không mong muốn, ví dụ như ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp, tăng men gan hoặc là gây bệnh nhân nhịp quá chậm. Và trên chính cái thực tế lâm sàng đó, có những trường hợp chúng ta đã dùng amiodarone liều rất cao, chúng ta vẫn không giữ được nhịp cho bệnh nhân. Chính vì vậy, đó đã thôi thúc các nhà tác giả tìm cách để cải thiện cái điều trị này cho bệnh nhân. Xét về một cách lịch sử thì năm 1995 thì tác giả Heisenberg đã lần đầu tiên tiến hành triệt đốt can thiệp vào mặt nhĩ phải trên các bệnh nhân dung nhĩ mà đã chơi với điều trị thuốc. Và sau đó ông thấy là cái tỷ lệ nó cải thiện hơn so với cả việc sử dụng amiodarone đơn thuần. Đến năm 1996 thì sau một năm ông quyết định can thiệp thêm sang bên nhĩ trái. Và dần các tác giả đi theo con đường đó, và đến năm 1999 thì tác giả Carlo Papone đã lần đầu tiên ứng dụng hệ thống 3D và triệt đốt dung nhĩ và cho cái hiệu quả cũng như tính an toàn
cao hơn so với cả điều trị bằng 2D đơn thuần. Và thực tế thì tại viện tim mạch chúng tôi năm 2009 thì đã lần đầu tiên ứng dụng cái can thiệp dung nhĩ bằng điều trị bằng triệt đốt RF 3D qua đường ống thông. Vậy thì với cái triệt đốt như vậy, nếu chúng ta gặp một bệnh nhân dung nhĩ, chúng ta quyết định triệt đốt ngay từ đầu hay là điều trị thuốc ngay từ đầu thì cái nào sẽ mang lại lợi ích hơn? Thì năm 2015 thì đã có một cái nghiên cứu tổng hợp đánh giá xem phương pháp nào chúng ta sẽ nên lựa chọn đầu tay cho những trường hợp này. Thì dựa trên qua 15 năm rất nhiều tác giả đã tiến hành nghiên cứu và thực hiện triệt đốt trên nền bệnh nhân dung nhĩ, thì nhóm nghiên cứu đã tổng hợp lại có 1.233 cái nghiên cứu. Và sau khi rút gọn và các nghiên cứu đủ điều kiện để sàng lọc thì chúng ta rút lại còn 3 nghiên cứu là nghiên cứu RAF, nghiên cứu Mantra PAF, nghiên cứu và nghiên cứu RAF 2. Thì trong cả 3 nghiên cứu này chúng ta thấy rằng là việc triệt đốt dung nhĩ giúp chúng ta giảm được hẳn cái tỷ lệ tái phát cái xuất hiện cái rối loạn nhịp là dung nhĩ sau khi điều trị bằng can thiệp, có lợi thế rõ ràng hơn hẳn so với việc là điều trị thuốc đơn thuần. Cũng tương tự như vậy là cái triệu chứng mà bệnh nhân xuất hiện cũng có xu hướng đổ nhiều về phía điều trị can thiệp hơn. Và các nhóm tác giả này đã đưa ra kết luận là trong cái thống kê của họ, họ thấy rằng là việc can thiệp điều trị dung nhĩ là có hiệu quả hơn hẳn so với cả việc sử dụng thuốc điều trị rối loạn nhịp đơn thuần. Tuy nhiên thì việc can thiệp dung nhĩ có tiềm ẩn một số cái nguy cơ biến chứng mà chúng ta cần phải trao đổi với bệnh nhân để bệnh nhân hiểu rõ, và bác sĩ và bệnh nhân cùng đồng thời quyết tâm mới thực hiện cái phương pháp này. Đến năm 2018 thì cuối năm 2018 và đầu năm 2019 thì cả thế giới rung động với một cái nghiên cứu, đó là nghiên cứu Cabana để đánh giá xem là giữa việc điều trị thuốc đơn thuần và điều trị dung nhĩ thực tế thì cái nào tốt hơn cái nào. Với số lượng bệnh nhân rất lớn, ban đầu là mỗi nhóm được hơn 1.000 bệnh nhân, và khi họ theo dõi một cách kéo dài và sử dụng những cái hệ thống ghi điện tim kéo dài thì tổng hợp lại có 1.240 bệnh nhân kết thúc nghiên cứu và chia mỗi nhóm là khoảng hơn 600 bệnh nhân. Thì các bạn có thể nhìn thấy đối với cả việc là chỉ để kiểm soát triệu chứng đơn thuần thì nhóm dung nhĩ được can thiệp triệt đốt thì cái tỷ lệ kiểm soát triệu chứng sau 60 tháng duy trì được khoảng tầm 80%. Còn đối với cả nhóm điều trị thuốc thì cái tỷ lệ kiểm soát triệu chứng duy trì được khoảng 60%. Còn nếu khi chúng ta dùng các cái máy monitor để ghi nhận những cái đoạn dung nhĩ ngắn mà thậm chí là không gây triệu chứng cho bệnh nhân thì khi chúng ta triệt đốt cái nhóm sau và theo dõi trong vòng 60 tháng thì tỷ lệ trong nhóm triệt đốt duy trì được hoàn toàn không có một chút dung nhĩ nào, nó rơi vào khoảng 45-50%. Còn ngược lại, cái tỷ lệ này chỉ rơi vào khoảng 25-30% của điều trị thuốc. Các bạn có thể thấy rằng là cái việc kiểm soát cái rối loạn nhịp của can thiệp nó vượt trội hơn so với cả điều trị bằng điều trị thuốc. Vậy tuy nhiên thì đến năm 2019 vừa rồi thì họ làm một cái nghiên cứu sổ bộ lại toàn bộ hơn 1.000 những cái nghiên cứu và cuối cùng rút lại được 18 nghiên cứu tổng hợp để đánh giá xem là đối với cả việc triệt đốt so với cả điều trị thuốc đơn thuần cũng như là những cái phân nhóm dưới hơn là bao gồm dung nhĩ cơn hay là dung nhĩ bền bỉ thì cái nào mang lại lợi ích nhiều hơn. Thì kết quả cho thấy rằng là kể cả là dung nhĩ cơn hay dung nhĩ bền bỉ hay là bất kể những trường hợp khác thì việc can thiệp triệt đốt đều mang lại lợi ích cao hơn so với việc điều trị thuốc đơn thuần. Và các tác giả kết luận là đối với cả việc can thiệp so với điều trị thuốc, riêng việc kiểm soát nhịp thì cái tỷ lệ kiểm soát nhịp của can thiệp là vượt trội hơn so với điều trị thuốc. Nhưng ngoài ra, đặc biệt là can thiệp điều trị dung nhĩ sẽ giúp giảm các cái tỷ lệ tái nhập viện do các nguyên nhân tim mạch cho những cái bệnh nhân được triệt đốt. Cũng như là đối với trường hợp bệnh nhân suy tim thì can thiệp còn có phần góp phần giảm cái tỷ lệ tử vong cho những bệnh nhân này. Mà khi phân tích dưới nhóm hơn về những cái outcome, dụ như tử vong, đột quỵ, chảy máu hoặc là những cái biến cố tim mạch về sau thì những cái phân nhóm còn được mang lại lợi ích hơn, đó là những nhóm bệnh nhân trẻ tuổi dưới 65 tuổi mà những bệnh nhân nam giới sẽ mang lại lợi ích nhiều hơn khi được hưởng lợi từ việc điều trị bằng can thiệp triệt đốt. Đối với vấn đề thứ hai chúng ta cần quan tâm trong cái vấn đề chuyển nhịp, đó là chúng ta sẽ có phương pháp nào để cải thiện được chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Thì quay lại với nghiên cứu Cabana năm 2019 thì chúng ta thấy rằng trong cái nghiên cứu này họ làm hai cái thang điểm, đó là thang điểm AFEQT và thang điểm MAPSI để đánh giá xem là cái tỷ lệ cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân sau khi triệt đốt so với cả điều trị thuốc đơn thuần ra sao.
Đối với thang điểm AFEQT thì số điểm càng cao thì thể hiện là cái khả năng dung nạp càng tốt. Đối với ngược lại, đối với thang điểm MASI thì số điểm càng thấp thì thang điểm thì khả năng hoạt động thể chất của bệnh nhân lại càng tốt. Thì cả hai cái thang điểm này đều cho thấy là cái tỷ lệ vượt trội của triệt đốt so với cả điều trị thuốc đơn thuần. Ngoài ra khi phân tích theo từng nấc một, họ thấy rằng cứ theo các cái mốc 3 tháng, 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng cho đến tận 60 tháng thì can thiệp triệt đốt dung nhĩ đều cải thiện về chất lượng cuộc sống, ổn định cho bệnh nhân và nó xuất hiện ngay từ tháng thứ 3 của bệnh nhân sau điều trị. Có một cái vấn đề khác, năm 2019 thì cũng có một nghiên cứu là nghiên cứu CATAP để đánh giá xem là ngoài cái vấn đề cải thiện chất lượng cuộc sống về thể chất thì can thiệp điều trị dung nhĩ có cải thiện cho bệnh nhân về vấn đề tinh thần cũng như hòa nhập cộng đồng hay không. Thì đây là kết quả của nghiên cứu. Các bạn có thể thấy ở phía bên cái sơ đồ ở phía giữa của chúng ta, đó là cái biểu đồ điểm SF36 của bệnh nhân trước khi được tiến hành tiếp nhận điều trị, có thể là triệt đốt hay là điều trị bằng thuốc. Phần màu xanh đó là phần điều trị bằng can thiệp, còn phần màu vàng đó là phần điều trị bằng điều trị thuốc. Phía bên ngoài cùng bên tay phải của các bạn đó là cái kết quả của cái đáp ứng về chất lượng cuộc sống sau khi được điều trị can thiệp. Các bạn có thể thấy là cái cột màu xanh có xu hướng nó trượt hẳn sang phía bên phải, tức là tiếp cận đến cái đỉnh 100. Qua đó chúng ta có thể nhận thấy là cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân sau khi can thiệp triệt đốt dung nhĩ cải thiện, không chỉ là cải thiện về chất lượng thể lực, thể chất mà còn cải thiện về chất lượng của cuộc sống tinh thần của bệnh nhân. Và họ thấy rằng là tại sao lại chúng ta lại thấy được có cái sự cải thiện rõ ràng như thế, thì thống kê thấy rằng có vẻ như do chúng ta đã giảm được cái tỷ lệ gánh nặng của dung nhĩ trong quá trình điều trị của can thiệp, qua đó giúp cho bệnh nhân cải thiện được thể chất cũng như là tinh thần. Vậy thì có phải là chúng ta cứ đưa dụng cụ vào để triệt đốt cho bệnh nhân không cần biết kết quả ra sao thì bệnh nhân cũng có cải thiện hay không? Thì các tác giả năm 2020 đã tiến hành nghiên cứu để đánh giá xem là vậy khi chúng ta triệt đốt thì cái mức độ thành công đến như thế nào thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Và họ thấy rằng là trong cái nhóm nghiên cứu gồm có hơn 500 bệnh nhân, sau khi theo dõi trong vòng 18 tháng thì thấy rằng cái số lượng bệnh nhân mà gánh nặng dung nhĩ vẫn còn lớn hơn 50% so với lúc ban điều trị ban đầu, chỉ có khoảng 2% số lượng bệnh nhân thôi. Và tổng hợp họ thấy rằng cái tỷ lệ của thang điểm SF36 đều cải thiện tương tự như nghiên cứu CATAP và chúng tôi vừa trình bày trước đó. Nhưng tuy nhiên khi họ phân tích dưới nhóm, cái mức độ giảm cái gánh nặng của dung nhĩ từ 90% đến 80%, 70% hay 60% để xem là đến cái mức độ như thế nào thì cái cải thiện về mặt chất lượng cuộc sống bệnh nhân là rõ ràng nhất. Thì các bạn có thể thấy rằng theo cái sơ đồ kia thì cái mức cắt off đó là 70%. Nếu các bạn giảm được 70% gánh nặng của dung nhĩ thì cái thể sẽ cải thiện cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân một cách đáng kể và rõ ràng nhất. Và quan trọng là gì? Lúc trước đấy chúng ta đã nói về vấn đề dung nhĩ cơn và dung nhĩ bền bỉ. Có sự khác biệt giữa dung nhĩ cơn và dung nhĩ bền bỉ về mặt cơ chất và cũng như cơ chế hình thành. Và đối với cả việc can thiệp thì cái tỷ lệ thành công nó phụ thuộc rất nhiều về dung nhĩ. Đối với cả dung nhĩ cơn, khi theo dõi trong vòng 1 năm chúng tôi duy trì được cái nhịp xoang rơi vào khoảng 80%. Nhưng đối với cả dung nhĩ bền bỉ thì cái tỷ lệ duy trì nhịp xoang này rơi xuống chỉ còn khoảng 60-65% khi theo dõi trong vòng 1 năm thôi. Và khi họ so sánh việc sử dụng thuốc và triệt đốt dung nhĩ trong việc giữ nhịp và hạn chế tiến triển thành dung nhĩ bền bỉ và theo dõi trong vòng 3 năm thì họ thấy rằng là đối với trong trường hợp mà chúng ta điều trị thuốc với cái trường hợp dung nhĩ cơn khởi đầu thì có khoảng 20% các bệnh nhân này sau 3 năm sẽ chuyển thành dung nhĩ bền bỉ. Trong khi đó với cái tỷ lệ chỉ rơi vào khoảng 2%, những trường hợp được tiến hành can thiệp triệt đốt sẽ chuyển thành dung nhĩ bền bỉ. Vì vậy năm 2019 thì Hội Tim Mạch Học Châu Âu đã khẳng định rằng có vẻ như việc can thiệp điều trị dung nhĩ qua đường ống thông sẽ có tác dụng tốt gấp khoảng 10 lần so với việc điều trị thuốc đơn thuần trong quá trình là hạn chế tiến triển của bệnh nhân dung nhĩ trở thành một cái dung nhĩ bền bỉ. Đến cái ý cuối cùng của chúng ta cần phải bàn đến đây là đối với việc can thiệp như vậy thì liệu đây có phải là một phương pháp an toàn cho bệnh nhân hay không? Thì đây là cái tổng hợp về cái biến chứng mà những cái tác giả những thời kỳ đầu, thời kỳ sơ khai việc đốt dung nhĩ từ năm 2000 đến năm 2004 đã triển khai can thiệp với những cái sự hỗ trợ của những cái hệ thống từ thời ngày xưa. Thì các bạn có thể thấy là
số lượng biến cố xuất hiện không nhiều, với cái tỷ lệ biến cố có thể gặp được thì rơi vào từ 1 đến 7%, và những cái tỷ lệ gặp biến cố nhiều nhất nó sẽ rơi vào là hẹp tĩnh mạch phổi, và những trường hợp này đơn thuần có thể chỉ điều trị thuốc và không cần phải can thiệp thêm lần thứ hai. Cho đến nay thì đến năm 2017 thì các tác giả đã tổng hợp lại cái biến chứng về sau khi chúng ta can thiệp trên toàn thế giới, và thấy rằng là cái tỷ lệ các cái tỷ lệ biến chứng theo thế giới nó sẽ rơi vào khoảng thường là dưới 1% với các cái biến cố nặng nề. Có khoảng 15% là bệnh nhân có gặp tai biến tắc mạch não không có triệu chứng, và thường cái này chỉ được phát hiện khi chúng ta cho bệnh nhân quay lại và chụp lại sọ não kiểm tra thì mới phát hiện, và thường không gây ra triệu chứng trên lâm sàng cho bệnh nhân. Và tại viện tim mạch chúng tôi thì trong năm 2019 và đầu năm 2020 chúng tôi có tiến hành 75 ca triệt đốt dung nhĩ, và chỉ có xuất hiện 2 trường hợp có biến chứng, đó là tràn dịch bằng tim, nhưng đều được xử lý một cách đơn giản và chọc hút dịch, dẫn lưu dịch bằng tim ngay tại bàn và không để lại hậu quả. Và cái tỷ lệ thành công của tại viện tim mạch khi theo dõi trong vòng 6 tháng đối với triệt đốt dung nhĩ thì chúng tôi đối với trường hợp dung nhĩ bền bỉ chúng tôi duy trì được nhịp xoang trong khoảng 60% và kém so với thế giới khoảng 5 đến 10%. Và hiện nay thì ngoài những cái vấn đề như chúng ta vừa trao đổi về tính hiệu quả, tính an toàn và cải thiện chất lượng cuộc sống, thì càng ngày cho đến nay đã khoảng hơn 20 năm từ những cái bước đầu chập chững của việc triệt đốt dung nhĩ, thì ngày nay với sự phát triển của công nghệ chúng ta đã có nhiều cái phương pháp hơn. Ví dụ như trường hợp chúng ta có thể có cái bản đồ 3D một cách chi tiết hơn về mặt nhĩ trái, có những cái dụng cụ can thiệp giúp chúng ta triệt đốt, cảm ứng lực và giúp cho những cái điểm đốt nó có thể an toàn cũng như chắc chắn hơn, hoặc là có những cái phương pháp can thiệp giảm cái thời gian làm, ví dụ như là single shot như cryo balloon hoặc là laser balloon. Thậm chí hiện nay xu hướng của thế giới còn tiến hành can thiệp bằng robot để giảm hoàn toàn, gần như không ảnh hưởng đến việc là ảnh hưởng của tia xạ đến với cả bác sĩ. Và nghiên cứu mới nhất sử dụng những cái thiết bị hiện đại này dựa trên 27 bệnh viện của Mỹ và Canada trên 381 bệnh nhân nhóm dung nhĩ bền bỉ, tức là cái nhóm mà chúng ta có tỷ lệ thành công chỉ rơi vào khoảng 60% trong giai đoạn trước và hoàn toàn trơ với điều trị thuốc. Thì khi họ theo dõi trong vòng 18 tháng thì thấy rằng cái tỷ lệ mà chúng ta giữ được thành công trên lâm sàng đã nâng lên đến tận 80,4%. Qua đó chúng tôi nhận thấy rằng việc can thiệp điều trị thuốc so với cả điều trị bằng căn dung nhĩ bằng triệt đốt thì cái việc can thiệp sẽ giúp cho bệnh nhân cải thiện triệu chứng tốt hơn và có hiệu quả tốt hơn trong việc kiểm soát nhịp cho bệnh nhân. Chính vì vậy kết luận của tôi đó là can thiệp điều trị dung nhĩ là phương pháp an toàn và hiệu quả hơn so với cả điều trị thuốc bằng rối loạn nhịp đơn thuần trong việc chuyển nhịp và duy trì nhịp xoang. Can thiệp điều trị dung nhĩ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân cả vào thể chất cũng như vào tinh thần, và can thiệp điều trị dung nhĩ sẽ giúp chúng ta giảm được quá trình sơ hóa, tái cấu trúc và tiến triển thành dung nhĩ bền bỉ hoặc dung nhĩ cố định cho bệnh nhân. Vâng, xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn.